tổ tiên dạy cấm cãi, tay không bưng bát nghèo suốt kiếp, chân dung vai nhún khó ba đời vì sao. Theo quan niệm của người xưa, những người có tướng này sẽ khó mà giàu có, vận trình tài lộc sẽ xa suốt. Người xưa rất xem trọng việc nhìn tướng. Tướng không phải chỉ ở đường nét gương mặt hình thể, tay chân, mà tướng ở đây còn là hành động cử chỉ nét mặt. Theo đó có hai tướng này khi ăn rất đại kỵ làm hao tổn tài lộc nghiêm trọng. Thứ nhất, tay không bưng bát nghèo suốt kiếp. Tay không bưng bát ý nói thói quen khi ngồi ăn cơm không chịu bưng bát lên, mà đặt bát xuống bàn, xuống chiếu rồi cúi gằm miệng xuống để gắp thức ăn, bỏ vào miệng. Thói quen ăn uống này rất xấu, thể hiện không có tu dưỡng đạo đức không được dạy về văn hóa ứng xử. Chỉ có giống loài động vật mới không bưng bát lên khi ăn, mà đưa miệng vụt vào bát ăn như chó, mèo, lợn, gà do đó nếu con người cũng cúi gằm xuống bàn ăn thì khác gì học theo cách của loài vật nhìn cách ăn đó rất phản cảm hơn nữa chúng ta dùng miệng để nhai nuốt thức ăn chứ không phải dùng miệng để gắp cơm không dùng miệng đi tìm thức ăn mà phải nâng rồi dâng thức ăn đưa vào miệng đời người không dùng miệng để đi theo thức ăn khi ăn cùng người khác mà có hành động cúi gằm xuống để ăn càng thể hiện nét văn hóa xấu xí mất hết phong thái của con người Do đó nếu không phải là người khuyết thiếu về hình thể thì khi ăn nhớ một tay bưng bát, một tay cầm đũa để gắp thức ăn. Việc làm này trong văn hóa ăn đũa của người Á Đông còn thể hiện trân trọng miếng ăn, trân trọng lương thực. Mà trân trọng biết ơn là một dạng phong thủy để giữ gìn những gì mình có, bảo toàn tài vận của bản thân, phát triển tài lộc, thu hút vận may. Việc không bưng bát mà để bắt trên bàn cũng khiến cho việc ăn uống không có sự đính đạt chắc chắn, dễ làm đổ bát cơm hoặc làm cho thức ăn bung vãi ra ngoài. Do đó tướng ăn này dự báo sự nghèo khó, tài vận ngày càng xa sút Chân dung vai nhún khó ba đời. Dung chân nhún vai là tướng xấu trong giao tiếp ứng xử. Một người mà có hành động dung chân, nhún vai khi ngồi xuống thể hiện sự kém tự tin và bất lịch sự ảnh hưởng tới người xung quanh. Tư thế dung chân nhún vai không tạo ra sự trang nghiêm lễ phép hành động đó thể hiện sự thiếu giáo dưỡng khiến người khác thấy bị coi thường hoặc gây phiền khi ngồi cùng băng ghế mà bạn rung chân sẽ làm rối mắt và ảnh hưởng tư thế vưng trái của người khác tư thế rung chân nhún vai cũng thể hiện sự thiếu tự tin hoặc sự tự phụ thiếu tôn trọng người khác bởi thế những người có hành động này khi ra ngoài sẽ không được yêu mến làm người khác nghi ngại hoặc khó chịu bởi vậy theo người xưa rung chân là tướng phá tài làm tài lộc bay mất hao tài tốn của những người xung quanh thường xa lánh, ngồi xa những người có thói quen này. Những người hay nhún vai thì thường giữ cổ về trước khác gì loài gà khi đi kiếm mồi, điều đó mang lại điểm xấu trong tài vận. Phong thủy nói rằng tướng tại tâm sinh, thế nên những thói quen trên thể hiện bản chất con người bên trong không có sự giáo dưỡng tốt. Một người mà tác phong không tốt, sự giáo dưỡng tu dưỡng bản thân kém thì thần tài sẽ khó mà ưng ý để ban phát tài lộc, thậm chí có ban cho cũng chưa chắc giữ được. Bởi vậy mọi người cần bỏ ngay những thói quen này để giữ gìn vận may, tài lộc của bản thân. Những thói quen trên cũng khiến bạn bị đánh giá thấp trong giao tiếp xã hội. Thế nên hãy giữ tác phong ngồi thẳng lưng đĩnh đặc, khiêm tốn, khi ăn thì bưng bát lên ăn, mắt không cúi gằm vào bát, ăn từ tốn bình tĩnh. Tất nhiên trong chuyện ăn này là nói cách ăn cơm truyền thống Á Đông, còn ăn kiểu phương Tây hay ăn bún miến phở thì lại không hoàn toàn áp dụng kiểu này nhưng dù là kiểu ăn nào thì cũng kỵ cúi gầm miệng xuống bát đĩa ăn